cái đường mà đi đâu gì không biết nữa. Vậy đi, vậy đi, vậy luôn, nhảy mạnh lên, nhảy luôn chứ chườm chườm chi vậy, nhảy luôn là có ăn liền á, nhảy luôn không, nhảy luôn, có ăn đánh dỗ luôn á, nhảy đi không, đừng sợ, nhảy đi. Tôi có lót bao dưới đây hết mọi người, thùng cạch tông á, sợ nó nhiều. Mọi người gọi là Phương đây, à mọi người. Đó, con bầm lì hồi nãy nó nhảy đó mọi người. Hôm nay Phương quay clip chơi chơi thôi, khoe những bé Kali với mọi người thôi ha. Mọi người có thắc mắc gì về cái dòng Kali này thì hỏi luôn, Phương giải đáp quay luôn mấy con lì này thì giải đáp cái thắc mắc này của bạn này luôn, câu hỏi này của bạn này luôn. Bạn này hỏi là có một bé bọ dòng Abi và một bé bọ dòng bọ Việt thì có phối với nhau được không? Thật sự ra thì bọ với bọ thì mọi người có thể phối được với nhau hết nha, có thể phối được, Phương không khuyến khích nha mọi người, nhưng mà mọi người có thể phối, nó có thể nhảy được với nhau hết, cho dù đó là cái dòng bọ Mỹ hay cái dòng bọ Việt hay là cái dòng bọ Thái hay là dòng bọ gì, bất cứ bọ gì nó cũng phối với nhau được hết ha mọi người ha. Nhưng mà nó ra con như thế nào mới là vấn đề. Xong cái dòng bọ Việt với dòng bọ Việt mình rất là nhỏ con á mọi người, xong cái dòng bọ Thái Abi đó thì lông xoăn lông sấy thì phải, nó cũng khá nhỏ con. Hai cái dòng đó không biết, Phương cũng không có nuôi nên Phương không có biết là nó phối nó ra con nó như thế nào ha mọi người ha. Nhưng mà với Phương á thì Phương luôn luôn thích những cái thứ gì mà thuần chủng, rồi nó Phương làm cho nó đẹp, Phương nhân giống cho nó đẹp hơn, sau cái nó càng ngày nó càng đẹp hơn, phát triển hơn, nó hoàn thiện hơn, chứ lai như vậy á Phương nghĩ nó sẽ có thể nó ra được, biết đâu đột biến gen nó ra được những con đẹp, sản phẩm đẹp. Nhưng mà nếu như các bạn đã lai nhân giống lai thì các bạn phải theo tới cùng, các bạn phải điều hướng nó theo, nó có như thế nào thì các bạn cũng phải theo, bởi vì các bạn chọn nhân giống thì các bạn phải theo khi nào để các bạn làm, đến khi nào mà nó đẹp hoàn chỉnh hoàn hảo và các bạn mọi người đón nhận thì lúc đó thì các bạn mới thành công ha. Chứ còn đừng có một hai con rồi bỏ vô phối cho nó lai tạp với nhau xong cái nghỉ giữa chừng không ai biết về cái dòng đó là dòng gì, các bạn bỏ công sức ra thì nhớ phải theo tới cùng nha. Như Phương sắp tới Phương ra rất là nhiều dòng bọ mới, nhưng và cái dòng bọ, những dòng bọ sắp tới Phương ra mọi người thì đều là cực phẩm nha mọi người, hoàn chỉnh hết thì Phương mới tung ra ha mọi người ha. Nên Phương bỏ rất là nhiều thời gian cũng như tâm huyết cũng như công sức vào đó, Phương nhân giống để cho nó hoàn thiện cái nguồn gen, chứ không phải là nửa gen này nửa gen kia rồi bán ra cho mọi người, rồi mọi người đẻ ra từ lưa thế này kia, không được. Như vậy rất là kiểu như là mang tiếng mọi người, không được cái gì hết mà mang tiếng. Mấy đồng không có đáng mà mang tiếng. Cũng như cái dòng cái Kali của Phương vừa rồi trước á, lúc mà Phương nhân giống ra cái dòng đó mọi người ha, vui là này nè, cả thiên hạ cả dòng chơi bỏ chỉ trích Phương không ra manh rách gì hết. Nhưng mà may mắn sao là cái dòng bọ này nó hốt phòng hộp cái thời gian gần đây ở bên thị trường Trung Quốc cũng như là thị trường các nước, nó săn kiểu như cháy luôn á. Hiện tại Phương bán cho bên Trung là 700-800 đô một con như thế này, nên mọi người Phương bỏ mất cái dòng bọ này là Phương mất 4 năm, gần 4 năm để hoàn thiện nó, hoàn thiện là chuẩn cái nguồn gen của nó luôn mọi người. Nên mọi người nhân giống thì phải theo cho đến cùng nha, còn không thì nếu mà mọi người nuôi bé chơi á thì nên chọn hai con đực hoặc là hai con cái, hoặc là nuôi như vậy hoặc là thịt sản bé đi cho khỏi sinh sản được chơi thôi, còn không thì cho, nếu cho sinh sản thì cũng được thôi, nhưng mà tùy theo mọi người thôi. Chứ còn không mình con này nó bò đi đâu mà nó bò vậy, mình cũng không có cho hai con nhảy với nhau được nha mọi người, túm gọn cái quần lại là được nha.